đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Rồi ai khủng. Bên đây mời nhà trai. Mời đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do, với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Và như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau. Nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết, lúc nào cũng là người nhẫn nhịn, ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em, nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng. Quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phương. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt bớt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Em nói một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Rồi ai khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen. Con không ghen. Không ghen là không có yêu quá nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. Đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình. Rồi. Ba mẹ quê.
Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé. À, hôm nay mình đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được món quà tặng em. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Ừ, dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên gặp bạn nữ em thấy run quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. À, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Khó ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh à, trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là nhưng mà lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em, quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai. Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhìn cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng Hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là ta sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình ra núa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình ra núa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tặng nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc nên tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring see like come true, Peter and Moss. In other words, hold my hand. In other words,
nè. Trong một cái tiếng tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin tay, nhau. Tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác, những cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị. Trời ơi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu, hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ. Lý do sao chia tay? Tụi em nghĩ không nợ đó, chứ không, cũng không cãi gì, có không giận gì. Em đã làm được cái gì cho vợ em? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao? Anh không biết nè. Anh có đang chưa có nghĩ tới. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Mời ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên Vũ, em ở Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bùi Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng rồi làm về gì Vũ? Phân phối sản phẩm tả bé, tả hấp ghi. Tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi, chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? Dạ, ở thành phố Trà Vinh anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Dạ. Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ quẹo xuống thôi ha. À, bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng, chịu khó. Kiên trì, siêng năng, chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán mà giao hàng làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ con không phải làm. Trong công việc là biết hết. Coi như coi quản lý chung gia đình ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông. Rồi sợ gái. Sợ gái. Sợ gái à? Rồi mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người? Dưới mấy người? Không có dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ, 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ, cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À, vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó, chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng không này tin coi. Là phải có vấn đề gì đó nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em. Là em nghĩ như
Thật ra Vũ biết không, không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là, một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nó cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là, bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Cũng biết đẹp ra, đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho, đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Tại sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi coi sạch sẽ ha. Dạ, em chào anh. Rồi, xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa, em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai đó? Dạ, em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần chia đó tay. Đó cũng là một lý do để chia tay nhau. Đúng rồi. Ha, xa mặt cách lòng. Và bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa đâu. Đó, được. Vậy là vậy được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha. Rồi. Bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Quang. Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn ông tìm hiểu được một người tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ có ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do ông. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Vâng, chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành nha, thật sự. Em gái có thích không? Dạ, thích. À, thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có duyên hay không nha. Tùy Vũ thôi. Bây tùy giờ thì duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Anh ơi. Dạ em cảm ơn, em cũng không là tặng anh. Này Vũ nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bây giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi. Rồi hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ. Dạ. Em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi nãy em chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Hồi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người thay đổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau không? Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau làm sao? Có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. Công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày 2-3 tiếng à. À vậy là có người hỗ trợ hay là? Đúng rồi. Dạ. Thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết mà, tại thường thường anh làm thì nhiêu thì cứ quay vòng vốn thôi, cho anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bán rớt, thì doanh tiền ít thôi. Thời gian rảnh thì anh hay thường làm gì? Đọc sách, tập thể dục. Quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè, anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá.
Anh cố gắng để xem em nói gì, nhưng mà thật ra nó kiểu cũng được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm là sao. Bởi vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À, thích nhau là yêu thôi hả? Dạ. À, cái tội nghiệp con này quá ta. Hồi đó giờ em yêu ba mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em có nói gì vợ em yêu anh, yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà? Dạ không, ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là tâm nguyện quyết định của anh hai em, tại vì anh hai em quen ai hay là cưới hay sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À, thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, hai ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy như sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em, anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Bản tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đây, hoặc là em thương ta thương lại thì em không chứng minh được. Ủa, người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương em, thương người ta chứ. Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn không biết. Vợ. Bạn không biết. Vợ. Bạn vợ. Muốn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu nói. Dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Rồi. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tại tính từ nhỏ lớn là gì. Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Nào thử. Giờ thấy em thấy quen vậy lắm đó. Đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen rồi sao nữa? Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì em đúng, cũng em ít. Trà Vinh. Dạ, em cũng ít đi lên trên đó lắm. Dạ. Hẹn người ta, hẹn người ta đi chưa chơi. Bấm nút mà sao hẹn? Tưởng tượng ra một cái hình giờ, ảnh sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi dạ. Em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp. Sạch sẽ, giày cũng sạch. À. Có cái mắt kiếm đó. Em cần mấy độ à? Dạ em 3 độ. 3 độ à. Thí dụ giờ bạn em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh. Dạ. Bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được. Em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống nha. Xuống không? Đó là phải xuống rồi, là chạy xuống. À phải xuống ha. Dạ. Rồi, bây giờ nè từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò. Thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á, nó như thế nào? Tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa, chứ không phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm, không có 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn được qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau 1 lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này cũng dễ thương lắm, bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi. Quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác hay gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng.
định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm. Đúng anh rồi. Chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Đã, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người bấm cho Vũ thôi. Dạ. Tới đây chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nào gì hết. À, giữ lấy những món quà của chương trình nha. Thương là thương hết, là một gia đình. Dạ. Rồi dạ thì vì vấn đề ví dụ như sau này em với anh có thể đi tiến tới được xa hơn thì về vấn đề quan niệm về con cái anh sẽ như thế nào. À, ví dụ đương nhiên là em có con riêng rồi thì ví dụ như chẳng hạn như về vấn đề con chung thì như này sau này anh sẽ dạy dỗ nó như thế nào. Dạ theo sau này mình thành là đôi một cặp đi, là vợ là chồng đi, mình có con riêng, trai hay gái gì cũng như là con, thì anh sẽ thương con em nhiều hơn một chút. Giả sử như anh có một cây kẹo đi, anh cho con chung mình thì em sẽ buồn một chút, đúng không? Nếu mà cho con riêng của em sẽ hạnh phúc, anh được cho một được hai. Anh nghĩ là như vậy. Nói chung con nào cũng là con hết. Dạ. Thì em thì quan điểm thì công bằng. Miễn sao mình đừng có để các con nó cảm thấy là nó đứa này hơn đứa kia kém thì bạn trai suy nghĩ vậy cũng hay đó. Thế bạn trai cố gắng bù đắp một chút gì đó cho con trai. À, cái này cũng là một cái ý hay đó nha. Thật ra chính là con ruột của mình á nó đỡ có ấy hơn. Còn dù con riêng á nhiều khi nó tự ái, nhiều khi nó nghĩ này nghĩ kia không. Mà bù đắp nó nhiều hơn thì cảm giác rằng nó sẽ vui hơn rất nhiều. Dạ, một chút nghĩ thôi chứ không phải là nhiều lắm. Dạ đúng. Em, cái đó là anh nghĩ rằng đây là một cái suy nghĩ cũng hay đó. Dạ. À, anh biết rằng chàng trai này là tính toán là cũng tốt lắm. Như vậy còn con mà anh đúng rồi. Thương con tự động thương lại lớn nên ai cũng có sự hiểu biết rồi. Tự động nhận thức được, như mình ra ngoài đi người ta mời mình bữa cơm thôi, mình ăn mình cảm thấy cũng nhớ ơn rồi. Không chi mình dạy con nên người mình ăn cho ăn học thì con tự hiểu biết nó sẽ thương mình đó, như cha ruột đó. Như một cách sống của xã hội anh nghĩ là vậy. Em hỏi xem mà gái có muốn sinh con trai gái gì thêm không? Vậy có muốn cũng đâu ý được. Hỏi thì có thích sinh nữa không? Chưa anh. À, hỏi đi quan điểm. Biết đâu năm sinh nữa là cũng mệt lắm á. Để mai mốt đi, lỡ như mà tí nữa có chọn em rồi mới hỏi được. Giờ hỏi rồi tao không chọn em. Quan điểm thôi mà. Hỏi đi. Dạ thì đương nhiên là nếu mà em đã nghĩ đến vấn đề đến chương trình thì đã muốn tìm một bạn đời cho mình đó thì chắc chắn phải có nghĩ đến vấn đề có rồi cái bé rồi anh. Dạ. Tại vì trong chương trình cũng có những cái cặp đôi là họ dứt khoát là không sinh nữa, họ chỉ một thôi là một thôi. Đó, và cuối cùng họ gần hình như là anh nhớ không bấm nút luôn á. Dạ. Thì cái quan điểm để cho mình biết, nói gì nói chứ người đàn ông tới có con riêng thì họ cũng muốn có người con chung. À, bởi vì em cũng con đâu phải là lớn lắm đâu, cũng còn trẻ mà. Dạ. Thấy không? Rồi, bây giờ mình bàn xem khoảng bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được. Cái này đã nói em nha, khoảng bao lâu nữa? Em thì chung một nếu mà tính ra độ tuổi nữ thì cũng già rồi. Nên là nếu mà được thì chắc khoảng tầm một năm. Dạ. Dự định nếu mà trễ lắm thì 2 năm đổ lại. Dạ. Phải đi, mình quyết định vậy đi. Còn trong thời gian đó mình có nhìn bàn tính kỹ lại hơn. Dạ. Tại mình thương nhau quá, mình muốn gần nhau quá thì mình tiến sớm hơn. Dạ. Còn cái hiện tại mình cứ tính như vậy đi ha. Trong thời gian mình tìm hiểu và có sự qua lại. Dạ. Bây giờ mình tiến tới đi. Tiến sao anh? Tay nhấp bài ở tặng cô gái. Lớn rồi làm luôn. Nhanh gọn lẹ một thời gian nữa. Em thích nghe thể loại nhạc nào? Em nhạc gì vui vui là được anh. Anh có một bài anh vừa sáng tác luôn. Là mới 3 ngày nay thôi, nó chưa có được hoàn thiện lắm. Dạ. Nhưng mà chỉ hát một khúc thôi nha. Đây cái này cũng chưa có mình đăng ký tác quyền. Dạ. Em có thể hát được không anh? Em tí tới nó
giao lưu cảm xúc xíu, nắm tay bạn gái. Thôi vậy anh hát một ca khúc khác đi. Tiến tới đi em. Anh hát một ca khúc tặng em, ca khúc Lâu Đài Tình Ái nha. Rồi nắm tay bạn gái đứng lên. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái mình, giao lưu cảm xúc tí nào. Nhìn bạn gái. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Được rồi ha. Dạ. Hơi khớp anh ơi. Để hát theo luôn. Dạ, chị coi trên phép. Nắm tay nữa đi, nó dạ. Đỡ luôn. Dạ. Sao cảm giác nó rung kỳ quá. Anh thích em rồi, chỉ vì lòng anh giờ đây muốn nói yêu em. Đừng có buông tay anh nha, tình yêu của anh trời cao chứng minh. Lời anh nói nguyện cả tấm lòng, mong em hiểu thấu lòng anh. Về với bên gia đình mình, mong em nhanh quyết định tụi mình đính hôn. Em sợ đoạn của em là hát nên là em không hát được. Dạ thôi cho em khiếu cái này đi. Ok. Dạ. Sao? Dạ. Rồi ghế ngồi đi. Bên nhà gái có ý kiến gì nữa không? Bên nhà gái thì nãy giờ không có nói cái gì hết, tại vì ngồi quan sát xem bạn nam như thế nào, cách bạn nam nói chuyện như thế nào, nó có thật lòng hay không. Thì bản thân Lan thì Lan thấy là về kinh tế thì anh này có thể lo được cho hai mẹ con, bởi vì em cũng có kinh tế, anh này cũng có kinh tế, thì cái chuyện kinh tế nó không lo. Dĩ nhiên cái mà lớn lo lắng lớn nhất đó là những cái gì mà anh nói trên sân khấu về con á, thì anh có giữ được hay không. Em là người dám làm dám chịu, dám em nói tin, dám làm. Tự bản thân mình cảm thấy là mình tin một lần để cho cô này có một cái cơ hội. Dạ cả em nữa, cả hai. Thật ra bà mối phải nhạy cảm, bởi vì đồng cảm đó mà. Đồng cảm hai con người đó là đồng cảm với nhau, cùng chung một cái hoàn cảnh nên họ có thể nghĩ xa hơn xíu, lo lắng xa chút xíu vậy thôi. Thế thật ra nãy giờ thấy rằng cái cặp đôi này họ cũng lớn rồi, đủ để họ có thể biết là được hay không, đủ để đoán xem đây có phải là một người sẽ cùng đi với mình hay không. Thế thì nghĩ là như vậy. Chỉ mong là bạn kiên trì. Đối với trẻ con là mình phải kiên nhẫn rất là nhiều, kiên trì rất là nhiều, và thậm chí mình phải dành thời gian cho trẻ con rất nhiều mình mới hiểu được và có thể bỏ qua được những cái sai lầm của con nít. Tại vì con nít nó mà sai thì cũng là do người lớn thôi. Dạ, đúng. Cho nên là chỉ mong một điều là bạn phải cố gắng kiên nhẫn với trẻ con thì bạn sẽ thu phục được trái tim của cậu nhỏ này. Dạ. Em nghĩ là trong tầm tay em làm dư sức được. Tại như câu nói chuyện của bé trai nãy đi, đó là trẻ con mà, lời nói thật lòng, mình về từ từ lại tính sao. Ăn thua do mình. Nó chưa biết gì đâu. Thì mình đâu có trách được. Nó chưa biết gì đâu. Như tờ giấy trắng thôi, không trách được. Còn ham chơi lắm. Tuổi này là đã bắt đầu có chính kiến riêng rồi, cho nên có thể sẽ có những cái làm mình đau lòng á. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình kiên trì với trẻ con, phải yêu thương nó, phải bao dung. Dạ em bao dung, em là người thích cho đi. Em hứa chị, em là người thích cho đi. Ok. Rồi. Tại không mình rất là thích làm từ thiện. Rồi. Tôi bị lo nãy giờ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cứ bấm tay trái đó. Cái tay trái. Suy nghĩ cho kỹ. Đây là tương lai của mình. Đây là con đường mình đã chọn. Mình sẽ chọn và mình sẽ có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Và khi các bạn bấm nút đó, các bạn phải thật sự bấm bằng cả trái tim của mình. Không bấm vì điều gì cả. Thích bấm à. Thì bấm. Dạ em bấm. Yêu là cứ bấm liền luôn. Bấm luôn. Đừng có ngại ngùng gì cả. Em bấm rồi. Còn không yêu thì chúng ta không cần bấm. Nào. Chúc mừng các bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ có mẹ của Thảo ở đây. Xin phép mẹ cho tụi con quen nhau và tụi con hứa cái gì đó cho mẹ yên tâm.
tâm nào. Dạ con xin chào cô ạ. Chào con trai nhé. Dạ con xin được phép cũng là ngay ngày hôm nay cũng cảm trước tiên cảm ơn chương trình truyền hình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo ra một sân chơi để cho con, cho Hoàng đã đứng đây được có Thảo và có gặp được hai anh chị Quyền Linh và chị Mai đi cho bà nó Mai đó. Bà Mai đó, chị Mai và gái đó. Dạ con hôm nay là con đã nói tới đây rồi là một cái sự của con là trân trọng, từ đây sắp tới là con sẽ trân trọng Thảo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất những gì cho Thảo. Và con, một đặc biệt nhất, con không bao giờ để cho Thảo buồn vì con. Còn những chuyện khác con sẽ trao đổi với nhau, cùng cuộc sống với nhau. Con sẽ làm chọn trách nhiệm một người đàn ông. Hay và quá. Đứa con trai nữa. Rồi, có sự chứng kiến của gia đình ha. Dạ. Rồi hy vọng rằng là chúng ta nói được làm được giống như em đã hứa. Dạ. Và anh tin em làm được điều đó. Hãy cố gắng lên nào. Chúng ta đã có duyên, cố gắng tạo nên cái phần nữa. Duyên phần nó sẽ kết hợp với chúng ta, kết nối chúng ta. Rồi là ăn đời ở kiếp với nhau nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những món quà dành cho các bạn. Đây là bộ son Yurika do Thép Vina KWA gửi tặng cho bạn gái. Cảm ơn. Đây là sản phẩm nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả, xà bông bột, xà bông nước Amity của anh Quyền Linh sản xuất đó. Sản xuất rồi bán luôn đó. Ai thấy mua ủng hộ dùng. Đây là cốt xúc gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là bếp từ Toshiba. À, cái này là không phải của Quyền Linh. Rồi, gửi tặng các bạn. Còn gì nữa không? Dạ hết phải rồi ạ. Đúng không? Rồi. Bên cấp bồ ạ. Đây là cây bút và quyển sách. Hãy viết vào trang giấy trắng đó những cái cảm nhận, những cái cảm xúc và tình yêu thương, những cái gì đó tốt đẹp nhất để hai bạn có thể làm nó làm một cái kỷ niệm những ngày đầu gặp nhau và nó sẽ trải dài hết cái cuốn sách này luôn. Đây, dạ, dạ. Sách tình yêu, cảm ơn vào đây nhé. Chúc hai bạn thật bao nhiêu may mắn trong cuộc sống và quan trọng là thông báo tin vui sớm với chương trình. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai chị. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Xem như là ngồi uống cà phê với Quyền Linh thôi. Dạ. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Đầu tiên thì chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả mọi người trong trường quay và chào bạn nữ bên kia. Thì em tên là Đỗ Quốc Huy. Huy. Em đến từ Lâm Đồng. Năm nay thì em 30 tuổi. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Huy làm gì Huy? Dạ, hiện tại thì em đang là chuyên viên kỹ thuật của một mảng dự án. Nhân viên kỹ thuật? Liên quan đến công nghệ thông tin, camera. Công nghệ thông tin đó. Dạ. Hả? Tức là em giống như là IT này kia đó hả? Dạ. Hay là sao? Công việc chính của em là giống như là
dạng như kiểu là chuyển giao công nghệ đó, là mình tiếp nhận những cái công nghệ mà từ ban dự án làm ra và chuyển giao cái công nghệ lên cho chi nhánh và chi nhánh sẽ thực hiện bán hàng. Rồi, một trong những người quản lý ha, của một cái tập đoàn ha. Phúc Quy, 30 tuổi, mời nhà gái. Mình giới thiệu với mình nha. Dạ, con em chào chương trình. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Con chào chú Quyền Linh. Xin chào con. Dạ. Con chào chương trình với lại quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Thái Thị Cẩm Thu, năm nay con 24 tuổi. Con đến từ An Giang và đang làm việc ở An Giang luôn á chú. Trời ơi, mới con An Giang lên đó hả? Dạ đúng rồi chú. Lên ngày hôm qua luôn á. Dạ, mà chờ đợi từ hôm qua tới nay luôn đó. Dạ. Tôi biết cô này luôn. Phải không? Hôm qua chờ mà tới nay luôn đó. Dạ. Đó. Chưa tổ nghiệp vậy? Đúng rồi. Chờ từ ngày hôm qua tới giờ để được ngày hôm nay gặp bạn trai đó. Một tràng pháo tay để thấy sự chờ đợi. Dạ. Chờ đợi cho được ngày hôm nay gặp nhà trai đó. Mà biết anh trai tới lúc nào thôi. Dạ chú Quyền Linh ơi, con cũng muốn nói là ba con rất là thích chương trình này, nên là ba con có gửi lời sức khỏe đến chú với lại chị Ngọc Lan. Chúc chị với lại chú là nhiều sức khỏe với lại thành công trong công việc hơn ạ. Hay quá. Dạ. Chú như là chị Ngọc Lan của chương trình gửi lời thăm ba con nha. Dạ. Ba con ở An Giang đúng không? Dạ đúng rồi chú. Ở huyện nào con? Dạ con ở huyện Phú Tân. À rồi. Hy vọng là chú có làm chương trình, chú sẽ gặp ba con, nếu gặp chú Linh ra uống cà phê cho con. Dạ, cũng mong là được vậy nha chú. Rồi, bây giờ mình nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ, về điểm mạnh của em thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Khi mà làm việc thì có một cái gọi là đặt ra được một cái kế hoạch và giải quyết nó một cách gọi là vui vẻ, hòa đồng, quyết đoán, một kế hoạch tốt trong công việc. Dạ. Đó là một điểm, một khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì nói nhỏ quá. Khuyết điểm của em thì chắc là khuyết điểm là nói lớn lên nào. Khi mà đang tập trung làm việc mà có ai làm phiền á thì hay bị cáu. Cáu người hận đúng không? Nó giống người Linh đóng cái phim Đồng Tiền Sương Máu vậy. Ai mà đang làm việc ai là tới quầy quậy tôi quạo lên tôi la liền à. Dạ. Hơi cọc quá. Tôi đang làm việc tập trung mà cứ lên tới quầy quậy quậy hoài. Là hơi cọc trong lúc làm việc thôi. Dạ dạ. Còn với bạn gái hay là gì thì mọi người không, không phải làm việc thì không có cọc đúng không? Dạ đúng rồi, bình thường thì vui vẻ. Dễ thương dạ. Đúng không? À, vậy mình... thôi phải không? Vậy thôi. À, dạ rồi, tới nghe bên đây nè, ưu điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, lại thích học hỏi. Nói chung là ai góp ý gì nếu mà đúng á, thì em sẽ nghe theo. Còn nếu mà sai thì em sẽ ý kiến lại. Mà mình biết lúc nào mình đúng, lúc nào mình sai không? Dạ, dạ nếu mà trong trường hợp đó mình đúng mình sẽ biết được vậy, ví dụ nhận biết rồi mình làm cái hành động đó là đúng hay không thì mình sẽ biết được là mình đúng. Còn nếu mà người ta góp ý, ví dụ người ta góp ý em phải này kia kia nọ, nếu mà không có phù hợp với cái tình huống đó thì em sẽ không có nghe, em sẽ ý kiến rồi chị như vậy là sai, là không đúng, là chưa phù hợp. Nói chung là rõ ràng. Dạ. Rồi khuyết điểm của mình. Dạ khuyết điểm là em cũng hay nóng tính với lại cũng hay cọc lắm. Trời, nói chung là không dễ với em thì em sẽ cọc. Hai thánh cọc gặp nhau rồi. Không, bên đây chỉ cọc lúc làm việc thôi. Còn về nhà nó dễ thương lắm, nhà đâu làm việc đâu. Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng trải qua, nói mà sâu đậm chắc là khoảng 2 mối tình. Là mối tình đầu tiên thì nó là cái thời mới ra trường khoảng, khoảng năm 20 tuổi, 18, 19 tuổi á. 18-19 yêu rồi. À, dạ. Mấy năm? Thì được chắc là cũng được gần một năm. Gần năm. Thì rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì quen bạn ấy được khoảng gần 4 năm. Gần 4 năm luôn. Dạ. Vậy là sâu đậm đó. Dạ. Nhưng mà tại sao lại chia tay? Về cái mối tình 4 năm thì nói chung là gặp yêu nhau thì cũng giống như là tình cờ là biết nhau, và lúc ban đầu thì có một cái cảm giác gì đó là cảm thấy là muốn ở bên nhau. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài á, thì có những cái vấn đề nó xảy ra mà gọi là không giải quyết được. Sau một khoảng thời gian rất dài nhưng mà cái vấn đề nó không thể thay đổi được. Rất dài không thể thay đổi được. Dạ.
giống kiểu là một phần liên quan đến cái tính cách. Tính cách? Dạ. Hai đứa không hợp nhau được. Dạ đúng rồi, nhưng mà bình thường thì có thể gặp nhau để giải quyết được. Thì gặp nhau thì có thể là nói chuyện một vài câu hoặc là một khoảng thời gian là có thể giải quyết được. Nhưng mà cũng là cái khoảng thời gian này khoảng của năm ngoái, thì đúng một cái đợt mà giãn cách của Sài Gòn đó, thì hai người không thể gặp nhau được. Dần dần thì càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Hôm nay tôi làm chương trình tôi thấy trong đợt giãn cách họ tìm cách họ đi xa nhau nhiều quá. Trong đợt giãn cách họ tìm cách xa cách chia tay nhiều quá ta. Khi mà khi không cần thì người ta sẽ tìm đủ cách. Dạ. Rồi em có thấy mình nhận sai sót về gì trong hai mối tình đó không? Về riêng em đó. Sai sót về hai mối tình này thì tức mình tự trách mình không chăm sóc kỹ, hay là mình không quyết liệt trong tình yêu, hay là mình gọi là chưa đúng với mình hay gì đó. Dạ, có thể là cái khoảng thời gian đầu thì gọi là không tìm hiểu, gọi là tìm hiểu chưa chín chắn mà quyết định đến với nhau thì gọi là cái, hơi vội vàng. À, dạ. Chưa chín chắn không, chưa tìm hiểu kỹ. Giờ phải tìm hiểu kỹ nha. Dạ. Có thể thấy Huy nè, Huy phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Quyết liệt lên xíu nữa. Tôi tức cái anh này ghê á, nó càng ngày càng nhỏ, tôi không nghe để tụi mày qua tụi mọi người tướng tá ra sao. Đẹp trai, chút xíu à. Ngon lành trời ơi. Chào em. Chị. Mình nói chuyện mạnh mẽ lên. Dạ vâng. Từ bây giờ mạnh mẽ lên nha. Dạ. Nghe tình trường của nhà gái nè. Dạ. Đó, nghe cái hết hồn nè. Mình mấy mối tình được kinh. Dạ. À, em có một mối tình cũng chia tay cách đây khoảng 2-3 năm, là do bạn nam nóng tính, lại không có hợp với em, không có hiểu em, không có chia sẻ với em được. Dạ. Vậy thì cái mong muốn của em có một cái người bạn trai như thế nào, chia sẻ với mình nhiều hơn? Dạ đúng rồi, phải biết yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cái gia đình nhỏ của mình. Này, nếu mà ra đường thì sao cũng được, nếu mình về nhà thì phải biết quan tâm lo lắng vợ con, nói chung là không hút thuốc, không rượu chè, lại không được chửi thề. Em thì đặc biệt không có thích con trai mà có hình xăm. Tại tính tình thì trưởng thành, có quyết đoán, độc lập một xíu. Nói chung là không có phải là đưa ra ý kiến để người để dựa vào cái quan điểm của người khác được, mình phải độc lập. Nói chung là độc lập, không có hình xăm, không nóng tính, không cọc cằn, yêu nhau có xây dựng cho gia đình hạnh phúc. Đó, ta chỉ đây là thôi. Quyết đoán nè, độc lập nè. Nhưng mà hơi cọc thêm một chút. Dạ không. Thì không? Dạ thì. Ừ. Bên đây đó cũng hơi nhiều đó, nhưng mà có cái hơi cọc tính trong lúc làm việc thôi. Dạ. Chuyện đó thì rất là nhiều người, bởi vì người ta gọi là có tật, có tài đó. Vậy thôi đứng đem có việc tài, có tật đó. Dạ. Đứng đem việc về nhà. Thì ta làm việc cái cơ quan không mà. Ở nhà đâu làm việc đó đúng không trai? Dạ đúng rồi, thường thì công việc của em là sẽ làm việc ở trên cơ quan và ta nhận dự án mà làm việc giao dự án lại chi nhánh nhiều hơn là ở nhà là không làm việc đúng không? Dạ đúng rồi. Mà hồi đó giờ có tập tính với bạn gái không? Dạ không. Thì không? Dạ thiệt. Nhẹ nhàng gì cọc gì nói chuyện ngọn lên hơi mà cọc nói lắm á. Sao cọc? Tôi thấy không cọc rồi đó. Dạ. Thấy tôi cọc nè. Nhỏ quá tôi không nghe. Cọc hơn rồi đó. Rồi bây giờ nói cho bà mối bà nó biết mình có muốn có người yêu tiêu chuẩn như thế nào. Dạ tiêu chuẩn người yêu của em thì nói chung là cũng ngoại hình thì dễ nhìn một xíu, rồi về tính cách thì vui vẻ hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, rồi công việc thì có lẽ là cũng cần cái ổn định để cả hai cùng chia sẻ cái công việc cuộc sống sau này. Sao giống tiền bạn nhậu quá. Vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ. Nhưng mà bạn kia An Giang kìa. Sao? Cái này thì chắc là hiện tại thì em đang làm việc ở Hồ Chí Minh, nhưng mà đang trong quá trình là chuyển giao và chuẩn bị luân chuyển về hẳn về Lâm Đồng để làm. Nên là khoảng cách thì cũng nghe là khá xa, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà đã yêu thương thì nó cũng không là vấn đề, thì mình cũng cố gắng được. Em có quyết liệt không? Dạ. Hơi xa đó, nhưng mà có quyết liệt trong tình yêu không? Quyết liệt hay không? Dạ có. Nhau quyết liệt. Quên. Nhà mà không hợp, thấy xấu quắc thì người ta không quyết liệt liền.
nhìn nhau giỡn hoài, xin lỗi, bên đây đẹp lắm à. À rồi, để tôi qua. Mời. Bên đây là cũng gọi là hot boy á. Trời ơi, chị trẻ, 24 tuổi rất là trẻ. Trời ơi, dạ, cái tay dễ thương hết sức luôn vậy đó. 24 tuổi còn trẻ quá con. Dạ. Thấy không? Để em ăn mà dễ thương nữa. Nền nã không? Ờ, à, cái này mà tôi mà con trai tôi chịu liền, gả liền luôn á. Nè, ở dưới quê làm gì quên rồi. Dạ con thì đang làm nhân viên sale bên công ty Thế Giới Di Động. À sale Thế Giới Di Động, trời ơi. Dạ. Làm cái ngành nghề là còn mấy cô xinh xinh mặc váy, tôi nói nhìn dễ thương lắm, dễ thương mà nói chuyện dễ thương đúng lắm. Rồi, nói chung nhân viên Thế Giới Di Động nói chuyện dễ thương lắm. Trời ơi, gái quê mà xong.